Cô chào các em. Cô rất vui được gặp lại các em ở tiết toán hôm nay. Bài hôm nay chúng ta học là triệu và lớp triệu tiếp theo ở trang 14. Ở bài này, các em sẽ được đọc và viết các số đến lớp triệu và ôn tập lại về hàng và lớp. Bài học chúng ta gồm 4 phần. Phần thứ nhất là phần khởi động. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân tích và rút ra nội dung bài học. Sau đó thì chúng ta sẽ làm bài tập ở trang 15. Và cuối cùng chúng ta sẽ vận dụng kiến thức chúng ta đã học vào thực tế cuộc sống. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học ở phần khởi động các em nhé. Bây giờ các em hãy đọc cho cô số sau. Rồi, cô tin các em đã đọc được số này. Rồi, số này là 80 triệu. Các em hãy lấy giấy nháp và viết cho cô số 326 triệu. Rồi, hãy cùng nhìn kết quả với cô nhé. Rồi, chúng ta sang câu số 3. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học ở phần khởi động các em nhé. Bây giờ các em hãy đọc cho cô số sau. Rồi, cô tin các em đã đọc được số này. Rồi, số này là 80 triệu. Các em hãy lấy giấy nháp và viết cho cô số 326 triệu. Rồi, hãy cùng nhìn kết quả với cô nhé. Rồi, chúng ta sang câu số 3 các em. Ở câu số 3, các chữ số 2, 5 trong số 25 triệu thuộc lớp nào? Cô có các đáp án sau. A. Lớp đơn vị. B. Lớp nghìn. C. Lớp triệu. Và D. Hàng triệu. Các em hãy chọn đáp án đúng nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng so sánh kết quả với cô nè. Đúng rồi nha các em. Chữ số 2 và 5 trong số 25 triệu là thuộc lớp triệu nha. Ở câu 4. Chữ số 5 trong số 152 triệu thuộc hàng nào, lớp nào? Cô có các đáp án sau. A. Hàng triệu lớp triệu. B. Hàng chục triệu lớp triệu. C. Hàng trăm triệu lớp triệu. Và D. Hàng trăm nghìn lớp nghìn. Cô nghĩ là lớp chúng ta đã có đáp án rồi. Bây giờ hãy so sánh đáp án của mình với cô nhé. Rồi, đúng rồi các em. Chữ số 5 trong số 152 triệu thuộc hàng chục triệu lớp triệu. Và qua phần khởi động, chúng ta đã ôn lại các chữ số thuộc hàng triệu lớp triệu, hàng trăm triệu lớp triệu, hàng chục triệu lớp triệu. Các em đã ôn được đọc số và viết số. Vậy chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức này vào phần phân tích các em nhé. Chúng ta sang phần phân tích nha các em. Chúng ta bắt đầu đọc số nha các em. Cô có số sau. Số này chúng ta sẽ đọc như thế nào nè? À, chúng ta sẽ đọc theo cách đọc với số có đến 3 chữ số theo từng lớp của nó. Vậy thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại cách đọc số có 3 chữ số các em nhé. Các em hãy đọc số này cho cô.
Đúng rồi, số này đọc là 326. Rồi bây giờ các em hãy đọc với cô số này. Các em đọc đúng rồi đó, 405. Bây giờ các em hãy xác định cho cô trong số này, chữ số nào thuộc lớp đơn vị, chữ số nào thuộc lớp nghìn và chữ số nào thuộc lớp triệu. Rất tốt. Các em thấy rằng chúng ta dễ dàng nhận ra chữ số 7, 8 và 9 thuộc lớp đơn vị. Chữ số 4, 5 và 6 thuộc lớp nghìn. Và chữ số 1, 2 và 3 thuộc lớp triệu. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc từng lớp với cách đọc của số có đến 3 chữ số. Chữ số 7, 8, 9 thuộc lớp đơn vị. Cô đọc là 789 đơn vị. Chữ số 4, 5, 6 thuộc lớp nghìn. Cô đọc 456.000. Chữ số 1, 2 và 3 thuộc lớp triệu. Cô đọc 123 triệu. Và sau khi đã xác định từng lớp và cách đọc số có 3 chữ số, chúng ta đọc số này như sau. 123 triệu 456.789. Các em lưu ý là ở lớp đơn vị, cô bỏ từ đơn vị. Cô đọc lại số này, 123 triệu 456.789. Các em đọc lại số này cho cô. Chúng ta có lưu ý về cách đọc số như sau. Ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi tới lớp triệu. Mỗi lớp có 3 hàng. Sau đó, dựa vào cách đọc số có đến 3 chữ số thuộc từng lớp để đọc và chúng ta đọc từ trái sang phải. Với cách đọc số như thế, thì bây giờ các em cùng với cô đọc nhanh các số sau. Chúng ta có 10 giây để đọc số này các em nhé. Đúng rồi, 103 triệu 204.500. Số tiếp theo. Đúng rồi các em. Số này đọc là 890 triệu 674.532. Chúng ta sang phần viết số nha các em. Chúng ta sẽ viết số 362 triệu 508.715. Ở đây chúng ta lưu ý các từ chỉ tên lớp. Chúng ta sẽ viết lần lượt từ trái sang phải. Ở lớp triệu chúng ta có 362 triệu. Cô viết số 362. Sang lớp nghìn, chúng ta có 508.000. Cô viết 508. Sang lớp đơn vị, chúng ta có 715. Cô viết 715. Vậy, số 362 triệu 508.715 viết như thế này các em. Dựa vào cách viết đó, các em hãy viết số sau. 213 triệu 406.513. Rồi, bây giờ các em hãy so sánh cách viết của mình với cô nhé.
Rồi cô tin là lớp chúng ta đã viết đúng số này. Bây giờ chúng ta ôn tập tiếp về hàng và lớp. Ở đây thì cô có một bảng rất là quen thuộc với các em. Đọc số, viết số với các lớp mà chúng ta đã học. Ở lớp triệu, chúng ta có hàng trăm triệu, hàng chục triệu và hàng triệu. Ở lớp nghìn, chúng ta có hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn và hàng nghìn. Ở lớp đơn vị, chúng ta có hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Bây giờ chúng ta viết số 326 triệu 708 nghìn 412. Khi viết thì chúng ta cũng xác định các lớp và viết từ trái sang phải. Chúng ta được số sao? Khi xác định các chữ số thuộc hàng và lớp thì chúng ta xác định từ phải sang trái. Chữ số tận cùng phía bên phải là chữ số ở hàng đơn vị. Đối với số này thì đó là chữ số 2. Tiếp theo là chữ số 1 thuộc hàng chục. Chữ số 4 thuộc hàng trăm. Hết lớp đơn vị chúng ta tới lớp nghìn. Chúng ta có chữ số 8 thuộc hàng nghìn, chữ số 0 thuộc hàng chục nghìn và chữ số 7 thuộc hàng trăm nghìn. Tiếp theo đến lớp triệu, chúng ta có chữ số 6 thuộc hàng triệu, chữ số 2 thuộc hàng chục triệu và chữ số 3 thuộc hàng trăm triệu. Vậy là chúng ta đã ôn tập lại cách đọc và viết các số đến lớp triệu, cũng như ôn tập về hàng và các lớp đã học. Vậy chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức này vào việc làm bài tập, làm các bài tập ở trang 15 các em nhé. Chúng ta sang phần luyện tập để làm bài tập ở trang 15 các em nhé. Ở bài 1, viết và đọc số theo bảng. Chúng ta có bảng như sau. Ở đây chúng ta sẽ xem từng số ở mỗi hàng. Ví dụ như ở hàng thứ nhất, chúng ta có các số sau. Thì bắt đầu từ hàng chục triệu nhé các em. Và như vậy thì chúng ta sẽ viết thành số này và đọc thành 32 triệu. Bây giờ các em hãy bấm dừng video và bắt đầu làm bài vào vở. Sau đó thì chúng ta hãy mở lên để xem kết quả các em nhé. Sang hàng thứ hai, chúng ta có số 32 triệu 516 nghìn. Thứ ba, cũng bắt đầu từ hàng chục triệu, chúng ta có số 32 triệu 516 nghìn 497. Sang hàng thứ tư, bắt đầu từ hàng trăm triệu, vậy chúng ta có số 834 triệu 291.712. Hàng thứ năm, chúng ta có số 308 triệu 250.705. Hàng cuối cùng, chúng ta có số 500 triệu 209.037. Sang bài 2, chúng ta đọc các số sau. Khi đọc số, cô lưu ý các em là chúng ta sẽ tách số theo từng lớp. Sau đó thì chúng ta đọc các lớp theo cách đọc các số có đến 3 chữ số kèm theo tên lớp của đó. Ví dụ như số đầu tiên. Sau khi tách lớp, chúng ta đọc 7 triệu 312.836. Các em đọc lại số này với cô nhé. Rồi, bây giờ thì các em sẽ đọc nhanh các số cô cho hiện trên màn hình. Mỗi số chúng ta có 10 giây để đọc. Chúng ta bắt đầu các em nhé.
Đúng rồi, số này đọc là 57.602.511. Số tiếp theo. Đúng rồi, số này chúng ta đọc 351.600.307. Số tiếp theo. Đúng rồi các em, số này chúng ta đọc 900.370.200. Và số cuối cùng. Rất tốt, chúng ta đọc 400.070.192. Rồi bây giờ các em hãy nhìn lại các số chúng ta vừa đọc và đọc lại một lượt với cô nhé. 7.312.836. 57.602.511. 351.600.307. 900.370.200. 400.070.192. Các em hãy đọc yêu cầu bài tập 3. Viết các số sau. Ở đây khi chúng ta viết số, các em lưu ý những từ ngữ chỉ tên lớp. Ví dụ như ở câu A, 10.250.214. Chúng ta có từ chỉ tên lớp, đó là từ triệu và từ nghìn. Ở lớp triệu, chúng ta có 10 triệu. Cô viết số 10. Ở lớp nghìn, chúng ta có 250.000. Cô viết số 250 kế tiếp. Ở lớp đơn vị, chúng ta có 214 đơn vị. Vậy cô viết tiếp tục 214. Khi viết là chúng ta lưu ý viết số cho rõ ràng nha các em. Tương tự như vậy với câu B, câu C và câu D. Chúng ta sẽ bấm dừng video và viết các số trong bài này. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn xem các số mà các em viết nha, so sánh với các số của cô nhé. Ở câu B, 253.564.888 viết như sau. Ở bài C, 400.036.105 viết như thế này. Ở bài D, 700.000.231. Ở đây các em lưu ý ở lớp nghìn là 0.000. Như vậy thì một lớp sẽ có 3 chữ số ở 3 hàng. Cho nên là chúng ta lưu ý nha, viết tới lớp nghìn chúng ta viết 3 chữ số 0. Rồi. Vậy thì 700.000.231 viết như sau. Rồi, bây giờ các em sẽ đọc lại các số trong bài này. Với cách đọc và cách viết các số đến lớp triệu, chúng ta có thể vận dụng được vào trong thực tế cuộc sống của chúng ta rất là nhiều các em. Ví dụ như ở bài tập 4. Ví dụ như ở đây chúng ta có bảng số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003-2004. Ở đây chúng ta có số trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, số học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và số giáo viên ở 3 cấp học. Dựa vào bảng này, các em hãy trả lời cho cô biết số trường trung học cơ sở là bao nhiêu? Đúng rồi. Khi muốn tìm số trường trung học cơ sở trong bảng này, chúng ta nhìn vào hàng số trường và tìm cột trung học cơ sở, chúng ta sẽ thấy ngay con số chúng ta cần tìm. Vậy số trường trung học cơ sở là 9.873 trường. Vậy số học sinh tiểu học là bao nhiêu vậy các em? Đúng rồi, cô tin là các em đã tìm thấy ha. Muốn tìm số học sinh tiểu học, chúng ta nhìn vào hàng số học sinh và nhìn vào cột tiểu học. Chúng ta sẽ có số học sinh tiểu học trong bảng này là 8.350.191 học sinh.
Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu nè? Đúng rồi các em, số giáo viên trung học phổ thông là 98.714 giáo viên. Ở bài này các em đã được hướng dẫn đọc số đến lớp triệu, viết số đến lớp triệu và ôn tập về hàng và lớp đến lớp triệu. Với những kiến thức này, chúng ta có thể vận dụng trong thực tế cuộc sống của chúng ta như đọc và viết các số có đến 9 chữ số. Khi đọc và viết các số, các em lưu ý là chúng ta hãy đọc và viết cẩn thận. Các chữ số chúng ta viết rõ ràng để tránh nhầm lẫn các em nhé. Các em sẽ xem lại bài và thực hành đọc viết số. Và xem trước bài luyện tập trang 16. Các em à, khi ở nhà thì chúng ta lưu ý là chúng ta hãy thực hiện tốt 5K để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho gia đình các em nhé. Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Các em sẽ được đến trường và được gặp thầy, gặp bạn. Cô tạm biệt các em và chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi.